Bạn phải làm gì để có mối quan hệ sao được tốt đẹp hơn? Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và đây là trải bài dành cho các bạn đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Và trong trải bài, mình xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn xem tụ bài. Và rất biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài này. Và trong trải bài, các bạn có lá bài The Chariot. Và lá bài thứ hai sẽ đại diện cho năng lượng của các bạn. Trong trải bài này, chúng ta sẽ có một lá bài trong bộ ấn chính, đó là The Lover. Một lá bài rất nhiều điều để nói. Và kế tiếp, lá bài cuối cùng đại diện cho năng lượng này là gì? Các bạn có Nine Inspiration, chính gậy. Hạnh phúc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của các bạn. Chỉ cần bạn tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, và các bạn chỉ cần giải phóng tư tưởng của mình, thì tất nhiên các bạn sẽ cải thiện được cuộc sống và tư duy của mình. Lá bài đầu tiên đại diện cho những thứ đã kìm hãm bạn tiến tới mối quan hệ được hạnh phúc hơn. Đầu tiên chúng ta có lá bài The Chariot. Thật ra khi lá bài này xuất hiện, nó thấy được rằng do các bạn bị khống chế bởi sự hiếu chiến và sự thiếu ý chí của mình. Bạn không có tập trung trong tình yêu của mình khi xưa. Những cái động lực định hướng bị đặt ra thì bạn bị ám ảnh bởi những cái kỳ vọng và mong muốn của mình. Nó khiến cho các bạn cảm thấy là miễn sao bạn chiến thắng trong cuộc tình là bạn vui rồi, bạn thỏa mãn rồi. Do đó cái sự bốc đồng của bạn có thể là yếu tố gây ra kiềm chế và làm ảnh hưởng đến mối quan hệ các bạn một cách khủng khiếp nhất. Do đó nếu như bạn cảm thấy cái việc này là cái việc bạn không chấp nhận người khác và luôn luôn muốn mình đúng và muốn mình kiểm soát mọi thứ trên đời này, là dấu hiệu cái sự thiếu kiểm soát này, thiếu định hướng này, bạn sẽ bị chịu sự chi phối của lực lượng đối lập và chướng ngại vật. Tức là bạn sẽ bị gặp những cái bất như ý, những cái phản kháng từ chính cái người yêu mình. Nếu như bạn cứ tâm lý đúng sai, tâm lý mình muốn kiểm soát mọi thứ, nếu như lúc đó bạn biết để cho mọi thứ nằm xuống, muốn cho cuộc sống sẽ không có kéo theo cái hướng mà lúc nào cũng phải đấu tranh phản kháng đảm bảo mình là đúng á, thì mọi thứ nó đã khác hẳn bây giờ rồi các bạn. Và bây giờ các bạn đang bị ám ảnh tìm kiếm tình yêu, bởi vì bạn thấy bạn quá mạnh mẽ trong tình yêu này. Tại sao mình sống vậy? Mình nỗ lực vì tình yêu, nguyện vọng tình yêu đâu có gì là sai đâu. Nhưng bạn nhớ rằng chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ xung quanh, nhất là không thể kiểm soát được người yêu mình, một cá thể hoàn toàn độc lập trong cuộc sống này. Không ai thích bất ai được kiểm soát ai các bạn. Bạn có muốn nghe lời người khác không thì người ta cũng y chang vậy luôn. Do đó bạn không thể khiến một người yêu bạn bằng cách bạn kiểm soát người ta, hoặc bằng tìm kiếm một người yêu hoàn hảo. Ở đây không bao giờ có xuất hiện. Nếu cái việc bạn yêu trong hy vọng, yêu trong kỳ vọng, yêu trong mong muốn là bạn đã yêu sai rồi. Bây giờ bạn hãy để tình yêu tìm thấy bạn. Dấu hiệu là bạn bị đánh mất cân bằng trong suốt thời gian dài. Bạn phải điều chỉnh lại. Hãy chắc chắn rằng mọi thứ tình yêu không được bị ảnh hưởng từ công việc, địa vị, tiền tài, bạn bè. Nếu bạn để cho những cái thứ này ảnh hưởng đến tình yêu của các bạn, thì bạn đi sai vấn đề. Bạn thực sự rất bất công với người bạn yêu. Và điều này bạn cần phải lưu ý khi tiến tới mối quan hệ sau này với người khác. Và bài học các bạn cần học trong cái hành trình này là gì? Đó chính là các bạn phải học sự tin tưởng và học sự đồng lòng với những người yêu của các bạn. Bạn phải làm sao đây là một mối quan hệ sẽ mang lại cho hai người một niềm tin và sức mạnh. Chúng ta phải tiếp sức mạnh cho người này, và người kia cũng phải tiếp sức mạnh cho bạn luôn. Nó khiến cho các bạn sẽ có một cái mối quan hệ thật sự là bền chặt. Bởi vì đây là lúc mà các bạn phải nhận được biết rằng tình yêu chính là tình nhân giữa hai người yêu nhau. Khái niệm về sự lựa chọn, sự lựa chọn những thứ đối lập và những thứ bổ trợ lẫn nhau.
chứ không phải là lựa chọn những thứ loại trừ nhau. Bởi vì có những tình huống bạn rất tiến thối lưỡng nan trong cái vấn đề suy nghĩ là không biết cái người đó có hợp với mình không, người đó người ta xuất thân vậy, liệu họ có xứng đáng với mình, và họ có phải là cái người tìm kiếm không, họ nóng tính quá, họ có hợp mình không, hoặc cái người này họ xuất thân từ gia đình như vậy rồi mình sẽ đến được có kết cục tốt đẹp hay không. Cái vấn đề ở đây là các bạn phải học về niềm tin bản thân của mình. Mình thấy là mình cũng có giá trị, mình có cái hay của mình và người ta cũng có cái hay của người ta. Vấn đề của mình là hãy tập lựa chọn điều yêu ý cho mình. Bạn phải thành thật với chính mình, bạn xem là cái người đó thực sự xứng đáng hay không. Chúng ta đến với nhau, yêu thương nhau là tạo giá trị, đem sự yêu thương bao dung. Các bạn phải đem niềm vui tiếng cười đến cho người mình yêu. Bạn phải trở thành cái người mà họ muốn ở gần bạn, cái người mà có thể giao tiếp với bạn hàng ngày. Chúng ta phải xây dựng mối quan hệ chúng ta trên một tam giác, đó là sự trách nhiệm, sự ham muốn về thể xác, và điều thứ ba đó chính là sự giao tiếp với nhau. Khi mà hai các bạn có một năng lượng này, chắc chắn các bạn sẽ được gắn kết, bởi vì các nguồn năng lượng từ hai phía sạc thẻ bổ sung cho nhau, chứ không các bạn loại trừ nhau là trật lấp cái ý nghĩa của tình yêu. Đây là lúc các bạn phải biết rằng chúng ta là một cặp phối hợp ăn ý, chứ không phải là một cặp đấu tranh chống đối nhau. Nếu các bạn mang đóng tranh tránh đối thì sao gọi tình yêu? Cái này nó hợp là kẻ thù với nhau hơn nha các bạn. Do đó, nếu như các bạn đặt một cái mối dấu chấm hỏi cho mối quan hệ sau này, bạn tìm một cái người thù địch, bạn tìm một cái người chống đối bạn, hay là bạn tìm một cái người luôn luôn yêu thương, tạo sự cân bằng, hỗ trợ và tạo sự giá trị, tin tưởng và niềm vui cho bạn, một người biết hy sinh cho tình yêu và gia đình, thậm chí cái tình yêu này sẽ là một cái gì đó khiến cho các bạn phải tự hào về nó. Đây là câu hỏi lớn mà các bạn phải đặt ra cho mình trước khi các bạn tiến tới một mối quan hệ cam kết khác, mà người này sẽ giúp cho bạn phát triển bản thân của mình với tư cách cá nhân của bạn, chứ không phải là mình sống trong cảm xúc và phát triển cho người ta. Lưu ý cho mình cái năng lượng này nha các bạn. Và kế tiếp, lá bài chính gậy sẽ là cho kết quả của người đứng sau các bạn là ai, và bài sẽ kết quả và cần phải làm gì để tập trung vào năng lượng này. Ở đây chúng ta có lá bài chính gậy. Khi lá bài này xuất hiện, nó bảo rằng niềm hy vọng lớn lao, ngay cả khi bạn đang phải đối mặt với những cái vấn đề khiến cho bạn mất cân bằng và sống tổn thương. Có thể bạn trải qua một quá trình thử thách và quyết tâm rất nhiều để mình tìm kiếm tình yêu. Bạn đã vượt qua những cái thử thách này rồi. Và cái trận chiến với bản ngã của bạn, trận chiến với chính mình, trận chiến đối mặt với cái xấu xí, những cái còn tồn tại mà chưa được thay đổi của chính mình. Đây là lúc mà các bạn đã thấy mình cần có một cái động lực để cái mình vượt qua thử thách. Thử thách vượt qua chính mình chính là cái mục tiêu lớn nhất mà các bạn cần phải tập trung. Bởi vì khi bạn có thể thấy được niềm hy vọng và giá trị bản thân của mình, tức là lúc bạn sẽ đương đầu với những thử thách trong tình cảm, nâng cao giá trị của mình, bạn sẽ thu hút những người cùng với năng lượng và giá trị như các bạn tiến tới trong cuộc sống. Thật ra, cái việc trải qua nhiều thử thách, nó khiến cho các bạn có nhiều bài học trong cuộc sống này. Có thể là bạn đã bị phản bội khi xưa, do là bạn không tin tưởng vào người yêu của mình. Do đó, điều tiên quyết nhất là các bạn phải đặt niềm tin 100%. Một mối quan hệ khi các bạn yêu nhau, các bạn không đặt niềm tin, chắc chắn các bạn sẽ không thành công. Do đó, hãy yêu cầu cái người đến sau phải đặt niềm tin vào cuộc tình này là tình yêu thật sự của họ. Thì lúc đó, hai bạn mới được có dấu hiệu được vũ trụ khuyến khích trở thành một cặp đôi thực sự bền chặt, lâu dài. Và cái gì cũng vậy, muốn được có người yêu thì các bạn cần phải chuẩn bị và lên chiến lược một cách hay nhất. Bởi vì tình yêu nó sẽ có nếu như các bạn có nỗ lực cải thiện bản thân của mình và hy sinh mình trong quá trình này. Bởi vì bản chất của mọi tình yêu chính là cảm giác. Bạn cho họ được cảm giác an tâm, cảm giác yêu thương, cảm giác bao dung.
bạn sẵn sàng thích nghi cùng nhau vượt qua một khó khăn, hãy vượt qua những cái điều mà cuộc sống đem lại. Lúc này các bạn thấy là tình yêu là trở thành một cặp cùng sánh đôi, chứ không phải là trở thành những kẻ thù. Các bạn tiến tới vào cuộc sống hôn nhân lãng mạn, bởi vì lá bài chính gậy này nó có dấu hiệu là bạn sẽ được đề nghị tiến tới một mối quan hệ cam kết hoặc sắp đính hôn, cầu hôn, và chắc chắn bạn sẽ thành công trong việc này. Và con số may mắn của các bạn sẽ là số 9. Và các bạn nếu có thuộc về cung lửa như là Nhân, Mã, Bạch Dương và Sư Tử thì năng lượng sẽ đúng hơn nha các bạn. Và con số 7 cũng là con số may mắn cho các bạn. Và các bạn thuộc về cung nước như là Cự Giải, Song Ngư hoặc là Song Tử cũng đúng trong trải bài này. Và chiều nay sẽ là thông điệp của người yêu tương lai gửi đến bạn là gì, và các bạn xem là họ gửi gắm những điều gì, và thông điệp của vũ trụ gửi đến cho hai bạn luôn. Xin cảm ơn các bạn và nhớ đón xem trải bài chiều nay nhé.